Chào mừng quý thính giả đến với kênh Tôi Đọc Bạn Nghe. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp chương 16 của tiểu thuyết Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba, có tựa đề Gần Ngay Trước Mặt, Xa Tận Chân Trời. Vào buổi tối liên hoan cuối năm, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, tâm trạng không thể nào tập trung nổi, đầu óc thậm chí hoàn toàn trống rỗng. Quả nhiên khi buổi liên hoan bắt đầu, chồng cũ bèn chạy đến, tay ôm một bó hoa hồng lớn đưa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn khuôn mặt vô cùng thân quen này, đầu càng lúc càng đau. Tần Tử Long cũng đến, trong tay anh cũng ôm một bó hoa lớn, nhưng không phải là hoa hồng, là hoa ly trắng. Một bó trắng tinh như tuyết, một bó đỏ như đốm lửa, đồng loạt giơ đến trước mặt tôi. Bàn tay tôi run rẩy, cuối cùng cắn chặt răng cười. Hôm nay trời lạnh quá. Tôi muốn lừa gạt qua mặt, nhưng trong lòng họ đều biết là không phải như vậy. Hai bó hoa vẫn chắn trước mặt tôi. Tôi bèn nhận luôn hai bó hoa, sau đó gộp vào một, ném luôn vào thùng rác. Tôi quay người, tươi cười chào đón mọi người. Họ đều sa sầm nét mặt, chạy đến sát cạnh tôi. Có lẽ tôi nên vui mừng mới phải, cảm thấy hân hoan mới đúng. Được hai anh chàng đẹp trai cùng lúc theo đuổi. Mặc dù một người là chồng cũ, một người là cấp trên. Tiểu Nhã cũng đến, mặc một bộ váy cực ngắn, ngực trễ sâu. Tần Tử Long đang định gọi người đuổi cô ta đi, cô ta lại nói trước, xin lỗi. Cô ta nhìn tôi, từ từ mỉm cười. Xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ bám lấy bất cứ ai bên cạnh cô nữa. Cô ta lại bị kích động gì vậy? Hay là sự đả kích quá lớn? Nhưng Tần Tử Long và chồng cũ của tôi không tin. Đồng thanh hỏi, cô muốn làm gì? Cô ta cúi đầu, đột nhiên chảy nước mắt. Em thực sự bị mắc bệnh ung thư vú. Vẫn cứ lặp lại lần nữa câu chuyện cũ rích trước đây. Thật giống như thím Tường Lâm kể đi kể lại câu chuyện con trai mình bị sói ăn thịt. Ban đầu có thể sẽ được cảm thông chia sẻ, nhưng câu chuyện tương tự phải nghe mãi nhiều rồi thì chỉ có thể cảm thấy nhàm chán. Cô ta cũng đoán được, cười thê lương. Có thể mọi người không tin. Thực ra lúc trước em đã kiểm tra rồi, chỉ muốn kiếm được một số tiền lớn cuối cùng. Không ngờ lại nợ lãi suất cao. Ngày mai em sẽ rời khỏi đây. Bây giờ liệu em có thể tham gia cùng mọi người buổi liên hoan hay không? Ba người chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều im lặng, mặc cho cô ta đi lại trong đại sảnh. Bởi vì cô ta nói đây là lần cuối cùng gặp chúng tôi. Cuối cùng cô ta cũng rời khỏi thành phố này. Cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi. Tần Tử Long khẽ nói bên tai tôi. Nghe nói bà vợ ông Trần đại gia đó không cho cô ta ở lại đây. Tôi không biết nói gì. Thì ra bà già đó lại ghê gớm đến vậy. Trong buổi liên hoan ai đấy đều cư xử lịch sự nho nhã. Tiểu Nhã cũng không gây ra trò gì. Chỉ cầm ly rượu lặng lẽ nhìn mọi người, ánh mắt cô ta thỉnh thoảng lại chiếu về phía tôi. Tôi cũng rất quan tâm, chú ý đến cô ta. Tần Tử Long lên trên sân khấu, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm rền. Anh chỉ nói ngắn gọn mấy câu, rồi gọi tôi lên sân khấu bốc thăm trúng thưởng. Tôi giơ tay vào thùng bốc thăm, vừa giờ đã thấy một quả cầu. Tôi mở ra xem, bên trong quả cầu bằng nhung mềm mại, đỏ rực, có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh đang nằm im ở đó. Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Anh khẽ nở nụ cười. Bây giờ anh cầu hôn em trước mặt tất cả các nhân viên. Anh lặng lẽ mỉm cười. Em có đồng ý lấy anh không? Cả hội trường im phăng phắc, chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở. Phía sau anh là cây ngân hoa rực rỡ, phát ra những ánh sáng lung linh huyền ảo. Những tia sáng li ti chiếu vào mắt anh, giống như vô số sóng nước đang chuyển động, dường như là nước mắt. Tôi mơ màng nhìn anh, tay ấn mạnh lên chiếc nhẫn kim cương, như thể muốn ấn nó tụt xuống. Mặt anh nặng nề, chậm rãi hỏi, em có lấy anh không? Ngày hôm đó không có nhẫn kim cương, không có hoa tươi. Ông xã tiện tay đưa cho tôi một chiếc nhẫn vàng, nói vẻ tỉnh bơ, chúng ta cưới nhau đi. Tôi không lên tiếng, trong lòng rất kích động, như thể có những đợt sóng thủy triều dâng cao. Ông xã tưởng tôi không đồng ý, đột nhiên cuống lên. Chúng ta cần phải kết hôn thôi. Nếu còn không kết hôn,
thì anh sốt ruột chết mất. Tôi vẫn luôn cho rằng tôi sẽ hạnh phúc, luôn cho rằng khi tình cảm đã đến độ sâu đậm, hai người yêu nhau thì đương nhiên sẽ kết hôn. Hôn nhân chính là chiếc ô bảo vệ tình yêu, là nhân chứng mãi mãi bền lâu. Nhưng thì ra, hôn nhân là nấm mồ, đàn ông tranh nhau bò ra, còn phụ nữ vẫn nằm trong nấm mồ. Phải chịu đựng bao nhiêu điều trói buộc, sống không bằng chết. Sao có thể quên được, tôi vừa mới bò ra khỏi nấm mồ, giờ đây nửa bàn chân lại đã bước vào một nấm mồ khác. Tay tôi run rẩy, miết chặt chiếc nhẫn, hơi thở càng trở nên khó khăn. Em, sao tôi có thể đồng ý được? Tần Tử Long gắng gượng mỉm cười. Không sao. Giọng anh thấp thoáng giống như không khí. Em có thể từ chối. Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại. Không thở nổi. Tôi gắng gượng nói. Vậy thì... Anh căng thẳng nhìn tôi rất chăm chú. Trong mắt trào dâng nỗi lo sợ. Ngực thở phập phồng. Bà xã. Chồng cũ của tôi không biết từ lúc nào đã lao lên ôm chầm lấy tôi. Tiếng súng cùng lúc cũng vang lên, cả hội trường vô cùng náo loạn. Tai tôi bị tiếng súng nổ làm cho kêu ù ù. Sao lại có súng được? Tần Tử Long nhanh chóng lao xuống dưới khán đài. Tiếp đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Nhã. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết hơi thở của chồng cũ phả vào tai tôi, nóng rẫy, khiến tôi cảm giác như phải bỏng. Tôi không dám quay đầu lại nhìn anh, không dám nhúc nhích, toàn thân cứng đờ. Vẫn duy trì tư thế vừa rồi, Tần Tử Long đã lao đến trước mặt tôi, cuống quýt gọi, anh Khoa. Tiếp đó là tiếng kêu thét, thất thanh vang lên khắp phòng. Tuấn Khoa vẫn ôm chặt tôi, nhất định không buông ra. Có người gọi điện thoại cấp cứu, hỏi xe cấp cứu 120 bao giờ thì đến. Có người báo cảnh sát 110, tôi không thể nào quay đầu lại được. Hơi thở của Tuấn Khoa nặng nề khó nhọc. May mà em không sao. Anh dường như đang cười. Em không sao là tốt rồi. Tôi không thể động đậy, sợ rằng chỉ cần động đậy là tôi sẽ bật khóc. Tần Tử Long đã đỡ anh. Giọng càng cuống hơn. Anh đưa anh ấy đến bệnh viện trước đây. Tôi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chân chân nhìn vào nơi nào đó giữa bầu trời. Con tim chỉ như còn lại đám tro tàn. Trước mặt có vô số ngọn đèn xuyên thành cây thông Noel, phát ra tia sáng trắng chói mắt. Từng luồng ánh sáng đó khiến cho đôi mắt tôi trở nên mơ hồ. Vậy anh đã từng yêu em bao giờ chưa? Hãy nói cho em biết, tình yêu trước đây có phải là giả hay không? Tất cả đều là giả phải không? Tình cảm suốt 10 năm qua là giả phải không? Những lời nói ngọt ngào của anh, tất cả. Tôi khóc không thành tiếng. Lông mày khẽ dướn lên, giọng nói bi thương. Tất cả điều này đều là giả phải không? Anh khẽ cười, nói giọng thê lương. Tôi chẳng qua là gặp ai thì sống với người đó thôi. Tôi vẫn không cam tâm. Nước mắt tuôn rơi, gắng hết sức nhìn thật sâu vào đôi mắt anh. Trong đó ngoài sự lạnh lẽo chính là sự thản nhiên. Chỉ là vùng sa mạc không có nước, khô cằn đến độ khiến người ta tuyệt vọng. Giọng của tôi bi thương. Vậy anh có yêu đứa bé này không? Anh chằm chằm nhìn tôi, trầm mặc. Trong mắt thoáng lướt qua nỗi đau khổ. Cuối cùng anh chậm rãi cười. Đương nhiên, là con của tôi, sao lại không yêu chứ? Là trời đất đã già, hay là thế giới sụp đổ? Tại sao lại không có chút âm thanh nào thế? Tôi chợt quay đầu, nhìn lại đại sảnh, nước mắt chảy ròng ròng, lăn dài ngoằn ngoèo, chui vào miệng tôi, đắng chát. Tay tôi ôm chặt lồng ngực, ở đó đau đớn như thể bị ai đó lấy dao cứa vào, lặng lẽ chảy máu. Tôi loạng choạng lao ra ngoài cửa, gào thét. Đợi tôi với. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từng giọt, giống như con dao, có thể làm bị thương con người. Tôi điên cuồng đuổi theo ra ngoài, nhìn vào màn đêm mênh mông và hét lớn. Ông xã, anh hãy đợi em. Bên ngoài chỉ còn lại màn đêm đen vô tận. Xe cộ dường như đều đã đi hết. Trước cổng chính, trống không, vắng vẻ. Mấy ngọn đèn đường lờ mờ chiếu xuống, chiếu ra những bóng hình chết chóc khắp mặt đất. Gió táp thẳng vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy lo sợ khôn cùng.
Tôi lấy tay che miệng, nước mắt đầm đìa khắp mặt, hét lớn. Ông xã, anh ở đâu? Tại sao lại bỏ lại mình em? Tại sao tất cả mọi người lại muốn bỏ lại mình em? Đáp lại lời tôi, ngoài tiếng gió, chỉ có đêm đen dày đặc. Có thứ gì đó như thể đang dần chìm xuống đáy biển, không thể nào tìm lại được nữa. Trong bữa tiệc cưới, anh khoác tay tôi, mời rượu từng người khách. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ chúc mừng chúng tôi trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Anh luôn nắm chặt tay tôi, khuôn mặt nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Anh khẽ viết vào lòng bàn tay tôi ba chữ đó. Từ đó lòng bàn tay tôi vẫn luôn khắc ghi, trở thành dấu vết không thể nào phai nhạt. Anh viết, anh yêu em. Tôi lườm anh một cái, anh lại hạ giọng nói thêm, mãi mãi. Mặt tôi nóng bừng, lấy chân dẫm lên chân anh. Anh đau đớn mở to mắt, nhưng vẫn tươi cười với khách. Tôi càng dẫm mạnh hơn, nụ cười của anh dần dần méo mó, còn khó coi hơn cả khóc. Những ngày tháng đó cứ tưởng có thể kéo dài mãi, cho đến già, trở thành một truyền kỳ vĩnh hằng, trở thành một dấu ấn mãi mãi trong cuộc đời. Chỉ có điều, tất cả những điều này đều đã không kịp nữa rồi, tất cả đều quá muộn. Từ ngoài nhìn vào trong, những hành lang nhỏ của bệnh viện đều chật kín người. Cảnh sát đang lấy lời khai, tôi chậm rãi bước tới. Đèn trong phòng cấp cứu đang đỏ rực, chỉ có những bóng người lờ mờ. Diệp Tử, Đậu Đậu cũng nghe tin vội tới, khẽ ôm lấy tôi, thì thầm an ủi bên tai tôi. Không sao đâu, chắc chắn là không sao cả đâu. Cảnh sát bước tới hỏi tôi, cô là gì của anh ta? Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, hồi lâu tôi mới thốt ra được. Vợ cũ. Cảnh sát lại hỏi, vậy thì cái cô Tiểu Nhã mà họ nhắc tới? Tôi nói đầy khó khăn, kẻ thứ ba. Cảnh sát nói, theo như điều tra của chúng tôi, Tiểu Nhã nợ lãi suất cao, đã mua được khẩu súng từ một băng nhóm xã hội đen. Cảnh sát ngừng lại, lại an ủi tôi. Cô yên tâm, phía cảnh sát chúng tôi sẽ bắt giữ những người liên quan đến thi hành luật pháp. Tôi gắng gượng, mỉm cười, cảm ơn. Ánh mắt tôi vẫn luôn chăm chú nhìn vào chiếc đèn đỏ cấp cứu. Giọng Tần Tử Long vang lên bên tai tôi. Anh nói, sẽ không sao đâu. Tại sao Tiểu Nhã lại muốn giết tôi? Cô ta đã phá vỡ gia đình tôi, làm chết con tôi. Giờ đây thật không ngờ cô ta còn không chịu tha cho tính mạng của tôi. Tần Tử Long đột nhiên nắm lấy tay tôi. Đậu Đậu cũng ôm tôi. Họ dựa cả vào người tôi. Vai tôi nặng chỉnh chịch, nặng đến nỗi không thể thở nổi. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghẹt thở. Toàn thân tôi run rẩy, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi lạnh. Người đàn ông đó, trong khoảnh khắc đó, đã lựa chọn cứu tôi. Nhưng tôi thà nguyện rằng, anh không yêu tôi, cứ để cho tôi chết đi như vậy, cũng không muốn phải cõng cây thập tự giá nặng nề, từ từ sợ hãi cho đến già. Cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra, lướt nhìn một lượt và hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? Đậu Đậu và Tần Tử Long đều thả tôi ra, đôi chân tôi nhích lên từng bước, cố gắng giữ bình tĩnh, tôi là vợ cũ của anh ấy. Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh. Ông nói, thành thật xin lỗi. Mấy chữ này giống như quả lựu đạn, nổ đùng đoàng bên tai tôi. Kêu ù ù, cả mặt đất đảo lộn quay cuồng như thể chỉ còn lại mấy chữ này. Cổ họng tôi nghẹn lại, mở to mắt, không thốt được lên lời nào. Ông ta lại nhắc lại, thực sự xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vậy thì, giọng tôi run rẩy hỏi, vậy thì, bác sĩ nói, đã lấy được viên đạn ra rồi, nhưng sau khi làm phẫu thuật, phần bụng chảy máu không cầm được, anh ấy vẫn còn sống, nhưng sợ rằng chỉ được mấy ngày thôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành cuộc phẫu thuật lần hai cho anh ấy. Nếu như đến lúc ấy máu vẫn chảy ra, không cầm được, thì không còn cách nào nữa cả. Có thể họ đã nhìn thấy quá nhiều cảnh sinh tử ly biệt, cho nên mới có thể nói ra mấy câu chữ tàn khốc một cách bình thản như vậy. Tôi hít thở một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh xộc thẳng vào lồng ngực, cảm thấy nhói đau. Y tá trong phòng cấp cứu đẩy ông xã ra. Đôi chân tôi dường như bị đổ chì, bước từng bước nặng nề theo. Bên ngoài phòng bệnh,
đồng nghiệp lục đục đến an ủi. Đậu Đậu và Tần Tử Long vẫn lo lắng ngồi ghế, mặt mày ủ rũ. Tôi bước vào phòng bệnh. Có thể do chưa hết thuốc mê, anh vẫn chưa tỉnh lại. Tôi ngồi xuống bên giường, hai tay nắm chặt lấy tay anh. Tay anh rất lạnh, cả người giống như đóng một lớp băng, lạnh thấu tim. Đã bao nhiêu ngày đêm, tôi vẫn như lúc này, lặng lẽ nhìn anh, ngắm nhìn tất cả các nét trên gương mặt anh. Anh đột nhiên mở mắt. Tôi nhìn anh, lặng lẽ mỉm cười. Câu nói đầu tiên của anh, thật may, em không sao cả. Tôi vẫn mỉm cười, lặng lẽ gật đầu. Anh thoáng mỉm cười, giơ tay lên mặt tôi xoa xoa, nói vẻ xót xa. Sao em lại khóc? Em khóc sao? Tôi tuét miệng cười, lấy tay lau mạnh vào mặt. Anh nói, không cần lo cho anh đâu. Tôi gật đầu, cắn răng cười. Được được. Anh gọi tôi bà xã. Tôi mỉm cười, em ở đây. Anh nói, anh không sao, thật đấy. Tôi chỉ gật đầu, gắng gượng mỉm cười. Em biết, anh bây giờ không sao. Anh khẽ gật đầu, một bàn tay khác lại xoa xoa bụng. Mày nhíu chặt, anh tỏ vẻ hơi khó chịu. Có lẽ là đang cố kìm nén cơn đau trong người. Anh khó khăn thở hắt ra, gắng gượng cười. Lạnh. Tôi đứng dậy kéo chăn đắp lên người anh. Môi anh khô đến độ như sắp nứt toác ra. Trái tim tôi đột nhiên đập loạn xạ, run rẩy đến độ khó chịu. Tôi nghẹn ngào hỏi, anh có muốn uống nước không? Anh gật đầu. Tôi rót cho anh một cốc nước ấm, dìu anh khẽ nhổm dậy, từ từ rót vào miệng anh. Anh uống nước xong đột nhiên hỏi, hãy ôm anh có được không? Được. Tôi khẽ khàng ôm lấy đầu anh, mở to mắt, cố gắng ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố cắn chặt răng. Anh thở khó nhọc, có thể là trong bụng vẫn đang chảy máu, vô cùng đau đớn. Năm ngón tay anh nắm chặt vào tay tôi. Anh cắn chặt răng, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán. Y tá cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, tiêm cho anh một mũi giảm đau. Anh thở phào nhẹ nhõm gọi tôi, bà xã. Tôi không dám lên tiếng, chỉ ngẩng đầu, không dám nhúc nhích. Anh ngừng lại và nói, vừa rồi không làm cho em hoảng sợ đấy chứ? Tôi lòng đau như cắt, cuối cùng cũng mở miệng nói, xin lỗi, em đi vào nhà vệ sinh một lát. Tôi lao vào nhà vệ sinh, bịt chặt miệng, mở to mắt, nước mắt chảy ràn rụa. Tôi ra sức hít thở một hơi thật sâu, mở vòi nước, nước chảy róc rách giống như thể mưa rơi. Tôi cuối cùng cũng không kìm nén được, quỳ sụp người xuống, hai tay ôm lấy mình, khóc thút thít. Cho dù đã ly hôn, cho dù chúng tôi đã ở bên kia cuộc đời của nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn mong anh ấy được sống vui vẻ, muốn anh ấy bình an hết cuộc đời này. Nhưng một đời của anh cuối cùng cũng kết thúc rồi. Một đời của chúng tôi thực sự đã hết rồi. Có người gõ cửa lộc cộc, tôi lấy nước vã lên mặt, nhìn gương mặt cố gắng mỉm cười, vặn nắm khóa cửa mở ra. Là Tần Tử Long. Anh nói em có thể ra ngoài một chút được không? Anh có vài lời muốn nói với em. Tôi nhìn vào trong phòng bệnh, Đậu Đậu đang nói chuyện với ông xã. Ông xã thấy tôi nhìn anh, bất giác cười nói, em đi đi, anh không sao. Trong lòng tôi vô cùng xót xa, lại muốn khóc. Tôi vội vàng rời khỏi phòng bệnh, mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã. Tần Tử Long đứng ở bên cạnh tôi, nói từng tiếng, dường như vô cùng khó khăn. Hôm qua anh nói bất cứ câu gì, em cũng đừng để ý. Tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt anh. Được. Hai tay anh đút vào túi quần, nhưng có lẽ là do lạnh, từng chữ nói ra càng khó khăn hơn. Anh ấy rất yêu em. Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười đó giống như vô số những vì sao đang bay lượn, chậm rãi thốt ra. Vậy thì... Tay anh đang run, ánh mắt càng run rẩy hơn. Anh nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng nói ra, em ở đây chăm sóc anh ấy, mọi việc ở công ty, anh sẽ tự lo liệu. Tôi gật mạnh đầu. Anh cười, trông còn khó coi hơn cả khóc. Anh đi trước đây. Tôi không nhúc nhích, nhìn theo bóng dáng anh, càng cảm thấy buồn rầu. Bao nhiêu chuyện cùng ùa đến, tôi gần như không thể nào có đủ sức lực để chịu đựng. Quay người chuẩn bị bước vào phòng,
Đậu Đậu cũng bước ra. Cô nhìn tôi mặc dù mỉm cười nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Cô giơ ngón út ra ngoắc tay với tôi. Diệp Tử, chị nhất định không được đau buồn. Tôi cố gắng giơ tay lên ngoắc tay với cô, nước mắt chảy ràn rụa. Cô chậm rãi nói, ngoan nào, đừng khóc, đừng chảy nước mắt, phải dũng cảm lên, phải kiên cường lên. Chị bây giờ đang là nhân viên công sở, là người phụ nữ giàu có, đàn ông nhiều lắm, sau này thừa sức mỗi ngày nuôi một người. Tôi gật đầu, chỉ khóc ròng. Cô gần như không thể cười nói thêm được nữa. Nước mắt rơi lã chã, ngón tay ngoắc mạnh vào tay tôi, giọng run rẩy. Chị nhất định phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Mặt tôi đầm đìa nước mắt. Cô lại nói, giống như đã nói ở lúc đầu vậy, chị biết chưa? Tôi ra sức gật mạnh đầu. Nhớ lại ngày hôm đó, nước mắt của Đậu Đậu ào ạt như đê vỡ. Diệp Tử, chị nhất định phải ngoan ngoãn nằm viện để dưỡng bệnh, không được đau buồn. Chị hãy ngoan ngoãn ly hôn, đừng khóc, nhất định không được vì đứa bé mà nén khóc. Nước mắt tôi nhạt nhòa, chỉ gật đầu. Những lời cô muốn nói không bao giờ hết được. Không có ai chắc chắn là ai của ai. Không có ai nhất định phải chung sống cả đời với một người khác. Trên đời này, thứ gì quá hoàn mỹ, luôn bị đập vỡ vụn. Giọng cô run rẩy, khóc không thành tiếng. Đứa bé quá hoàn mỹ, cho nên mới mất đi, chị có hiểu không? Thực ra cùng một đạo lý như vậy, trên thế giới này, thứ gì quá hoàn mỹ luôn bị đập vỡ vụn. Ông trời luôn thích hủy hoại những thứ hoàn mỹ, bao gồm cả con người. Đậu Đậu lau nước mắt, nói, em đi đây. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, đôi mắt cô dường như đã sưng mọng, nhưng lại cắn răng, khẽ mỉm cười nói với tôi. Mấy ngày cuối cùng này, chị cần phải yêu anh ấy. Chị phải yêu anh ấy. Đúng vậy, tôi phải yêu anh ấy giống như trước đây hai người gặp nhau ở trên cầu vượt. Cuộc tương phùng bèo nước gặp nhau như vậy, không ngờ lại yêu nhau suốt 10 năm. Mấy ngày cuối cùng này tôi cần phải yêu anh ấy, dùng toàn bộ sức lực để yêu anh. Ngoài anh ra, không được phép nghĩ đến ai, hay là việc nào khác. Đậu Đậu cuối cùng khẽ khàng ôm lấy tôi, dường như muốn đem lại cho tôi chút dũng khí vô tận, để có thể yêu một người sắp sửa qua đời. Tôi gật đầu, gắng sức mỉm cười. Cho dù trong lòng có đau đớn nhường nào, cho dù có buồn bã tới đâu, dù có không thở nổi, tôi cũng vẫn cố dồn hết toàn bộ sức lực để yêu anh ấy, yêu một người vốn đã từng yêu trước đây. Dưới ánh đèn, sắc mặt ông xã nhợt nhạt. Anh uể oải hỏi tôi, em có ở cùng Tần Tử Long không? Tôi giật mình, mỉm cười nói, không, em không ở bên cạnh anh ấy. Trên mặt anh cuối cùng cũng thoáng lộ ra, nụ cười khe khẽ, giọng nói ngắt quãng. Vậy thì anh vẫn còn có cơ hội. Tôi nở nụ cười, nói vẻ khó nhọc. Em rất yêu anh, thật đấy. Cho nên anh nhất định có cơ hội. Anh nắm lấy tay tôi gắng gượng nói, anh biết rồi. 10 năm qua, như chỉ là giấc mơ. Giấc mơ này đã không còn kịp kéo dài, tiếp diễn nữa. Vậy thì đành đập nó vỡ tan. 10 năm trước, anh trẻ trung đứng trước mặt tôi. 10 năm sau, sắc mặt anh nhợt nhạt, già nua. Nhất thời dường như là già đi mấy tuổi. Anh lại lẩm bẩm. Anh biết, em chỉ yêu anh trước đây thôi. Bây giờ em không còn yêu anh nữa rồi. Tôi hít thở một hơi thật sâu, nước mắt trào ra. Em yêu anh thật đấy. Anh lắc đầu. Không. Anh biết, anh không còn có cơ hội nữa rồi. Anh cố gắng mở to mắt, chỉ muốn nhìn thật rõ khuôn mặt tôi. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn anh, chỉ mỉm cười. Trong nước mắt. Không. Anh vẫn có cơ hội. Anh vẫn lắc đầu. Anh sắp không qua khỏi rồi, anh biết mà. Cho nên không còn có cơ hội nữa. Lúc đầu anh muốn giấu em, nhưng anh sợ là em đã sớm biết rồi, cho nên quyết định không giấu nữa. Anh có thể tiếp tục sống mà. Tôi nhìn anh, chỉ thấy thê lương. Anh nở nụ cười chua xót, ánh mắt rạng người nhìn tôi. Bà xã, em hãy hứa với anh một chuyện. Tôi gật đầu, nước mắt lăn dài. Anh nói em phải hạnh phúc. Sau khi anh đi, em chắc chắn phải hạnh phúc. Tôi ra sức gật đầu, nước mắt đầm đìa khắp mặt. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc, thật đấy. Chúng ta ngoắc tay nào. Anh cười và nói một tiếng,
Được. Ngón tay tôi run rẩy ngoắc vào ngón tay anh, lạnh giá. Chỉ khóc ròng, em sẽ hạnh phúc. Ngoắc tay 100 năm không được phép thay đổi. Anh cười và ngoắc tay với tôi xong. Ngón tay khẽ sờ lên mặt tôi. Lông mày, mũi, miệng. Sờ lần lượt từng nét một. Tay anh run rẩy mạnh. Rồi khẽ từ từ thả xuống. Cười và nói. Bà xã của anh. Bà xã của anh thực sự rất đẹp. Tôi nghẹn ngào mỉm cười. Cảm ơn anh. Nụ cười anh rạng rỡ. Dường như đã có được tất cả mọi thứ trên đời. Anh nói kiếp sau. Nếu như có thể, em vẫn sẽ làm vợ anh nhé. Có được không em? Tôi chỉ gật đầu, nước mắt giàn ruộng. Anh lại nói lẩm bẩm đứt quãng. Kiếp sau, cầu vượt, anh lại gặp em. Tôi nắm chặt tay anh, để lên môi, hôn nhẹ. Nước mắt chảy ròng ròng xuống mu bàn tay anh. Tôi ra sức gật đầu. Được. Dưới ánh đèn, trong mắt anh có vô số những con sóng đang chuyển động. Nước mắt ầng ầng chảy xuống gò má, rơi xuống gối. Anh gọi tôi hai tiếng bà xã, thật khó khăn. Ánh mắt anh say đắm chăm chú nhìn tôi, nói rõ từng tiếng. Anh yêu em. Tôi đứng dậy, hôn nhẹ vào môi anh. Nước mắt rơi xuống mặt anh, hai làn nước mắt giao nhau, sáng long lanh. Tôi nghẹn ngào, em cũng yêu anh. Ngày hôm sau, cảnh sát đến tìm tôi, nói sơ qua tình hình của Tiểu Nhã. Cuối cùng cảnh sát cũng nói, Tiểu Nhã muốn gặp cô. Tôi thoáng ngẩn người, gọi Tần Tử Long, dặn Tần Tử Long chăm sóc ông xã, bắt xe đến nhà giam gặp Tiểu Nhã. Cách một tấm kính dày lạnh lẽo, con tim Tiểu Nhã dường như cũng lạnh hơn. Không còn sự kích động, ngông cuồng như ban đầu, chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn tôi cũng đã dịu đi khá nhiều. Tôi cầm điện thoại để bên cạnh, cô ta khẽ hỏi. Anh Khoa vẫn ổn chứ? Móng tay tôi ấn chặt vào bàn đá, không lên tiếng. Cô ta cười thê lương. Cô cứ việc hận tôi đi, tôi thực sự rất căm ghét những người phụ nữ hạnh phúc. Bàn đá lạnh lẽo, lạnh đến độ, còn như khiến người ta bị đông cứng. Cô ta lại nói. Lúc nhỏ, bố tôi ly hôn với mẹ, hồi đó cũng là vì cặp kè với kẻ thứ ba. Bà mẹ kế của tôi trước mặt là người, sau lưng là quỷ. Vì muốn giày vò tôi, có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng bố tôi lại không hề hay biết. Có lúc tôi nói với ông còn tin lời người đàn bà đó, đánh tôi. Đánh rất dã man. Cô ta đặt điện thoại lên tai, lấy tay vẽ. Cây gậy sắt to như thế này, ông ta cầm lên để đánh tôi. Tôi giật nảy mình, nhưng vẫn không lên tiếng. Cô ta đột nhiên chảy nước mắt, lại khóc. Vừa khóc vừa nói. Cách mà tôi có thể rời khỏi ông ấy chính là đi du học. Lúc đó tôi thực sự rất yêu anh Khoa, nhưng không có cách nào khác. Trước mặt người khác, tôi không dám kể hoàn cảnh gia đình của mình. Chắc không ai có thể tin rằng người mẹ kế và người bố đẻ có vẻ bề ngoài hiền lành hòa nhã, lương thiện lại có thể đối xử với tôi như vậy. Tâm trạng cô ta đột nhiên kích động, cho tới tận khi bố tôi chết đi, tôi mới quay lại. Nghe nói là ông bị chết vì bệnh tim, nhưng mẹ kế của tôi đã sinh ra một gã nghiệt chủng, cướp đi toàn bộ gia sản, không chia cho tôi một đồng nào cả. Bầu không khí lạnh lẽo dường như toát ra từ ống nghe xuyên thẳng vào tai, khiến cho tôi thực sự đông cứng lại. Mặt cô ta đầm đìa nước mắt. Hồi đi du học, vì để quên anh ấy, việc ngốc nghếch gì tôi cũng đều đã làm. Mỗi ngày đều đổi những người bạn trai mới. Cứ tưởng sẽ vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng. Hằng ngày đều ra sức ăn cay, cay đến độ khiến cho mình dường như tê dại, nhưng trong lòng vẫn đau đớn, không thể nào chịu đựng nổi. Cô ta chợt đấm thủng thủng vào ngực mình, nghẹn ngào nói, tôi thực sự cũng rất đau buồn, tôi thực sự không biết yêu một người thì ra lại đau khổ như vậy. Cô ta gọi tôi một tiếng thảm thiết, Diệp Tử. Rồi lại nói tiếp, tôi thực sự rất ghét thấy cô có thể hạnh phúc mỹ mãn với anh Khoa như vậy. Tôi rất ghét, rất hận, rõ ràng anh đã yêu tôi trước nhưng mới quay người đi lại yêu cô ngay. Hôm ở trong bữa tiệc liên hoan lớp, tôi ghen tị đến độ dường như phát điên. Tôi thậm chí đã tự thề với lòng mình, nhất định phải phá vỡ, chia cách hai người. Tôi đột nhiên trào nước mắt,
từng chữ nhảy ra khỏi kẽ răng. Bây giờ anh ấy sắp chết rồi. Cô có nói những điều này thì có tác dụng gì chứ? Cô ta ra sức lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa. Không, có tác dụng đấy. Tôi dụ dỗ ông già đó, một mặt là vì tiền, một mặt khác là vì báo thù mẹ kế của tôi. Tôi mượn tay ông già đó, giày vò cho bà ta, đến độ suýt nhảy lầu tự tử. Cô ta đột nhiên mỉm cười, nụ cười xen lẫn giữa những giọt nước mắt. Nhưng anh Khoa không yêu tôi, cũng không sao, thứ mà tôi không có được, người khác cũng không thể đoạt được. Tôi bắt đầu muốn quyến rũ Tần Tử Long. Nhưng tên khốn đó lại bảo tôi đi mua cổ phiếu. Tôi thực sự đã tin hắn, chạy đi mua cổ phiếu. Cổ phiếu rớt giá trầm trọng, rớt đến độ tôi không còn đồng nào. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hắn là tên khốn nạn. Tôi nở nụ cười thê lương, chậm rãi nói, đáng đời cô, bởi vì cô không hạnh phúc cho nên không muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc. Cô thật là đáng đời. Cô ta im lặng, lặng lẽ chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt đó âm u, ai oán, như thể là nữ quỷ. Tôi toàn thân run rẩy, ký ức liên tục ùa về. Tôi hằn học trừng mắt nhìn cô ta, nghiến răng nghiến lợi. Cô nói với tôi những điều này, chẳng qua là muốn tôi nói với anh Khoa nghe. Tôi nói cho cô biết, cô đúng là mơ tưởng hão huyền. Cô chính là hung thủ giết hại con tôi, phá nát gia đình tôi, là hung thủ giết chết chồng tôi. Tôi gần như trào nước mắt, cố gắng hết sức để kiềm chế, cắn răng. Tiểu Nhã, sự bất hạnh của cô, sự bi ai của cô không thể nào gieo rắc cho tất cả phụ nữ trên thế giới này. Nếu như mỗi một người đều suy nghĩ giống như cô, vậy thì mới thực sự là nỗi bi ai của thế giới. Diệp Tử, giọng cô ta gọi tôi để thay lương. Hãy giúp tôi nói lời xin lỗi với anh ấy. Tôi thực sự bị mắc bệnh ung thư vú. Tôi chợt đứng bật dậy, gác mạnh điện thoại sang một bên, mặt xa sầm bước ra ngoài. Lúc bước ra đến cửa, tôi quay đầu lại nhìn cô ta một cái. Cô ta đứng dậy, đờ đẫn nhìn theo tôi. Trong mắt còn ngàn vạn điều muốn nói, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tôi hận cô ta, hận đến mức chỉ mong cô ta chết ngay trước mặt tôi. Người đàn bà này, cô ta có bệnh thái của kẻ điên. Trong xương cốt của cô ta, tràn đầy sự thù hận. Cô ta cứ giữ mãi những nỗi thù hận đó và làm tan nát cuộc đời tôi. Nếu như nói cô ta là vô tội, vậy tôi thì sao chứ? Cuộc sống hạnh phúc của tôi 10 năm qua lẽ ra là có thể trở thành hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Bởi vì cô ta, tất cả đều bởi vì cô ta. Nếu như có thể, nếu như còn kịp, tôi chỉ muốn trong thế giới của tôi chưa bao giờ xuất hiện người đàn bà này. Quay trở lại bệnh viện, phát hiện thấy Tần Tử Long và ông xã đang trò chuyện rất hăng say. Họ có thể đang nói về tôi, bởi vì khi tôi đẩy cửa bước vào, nghe ông xã nói, cô ấy không biết nấu ăn, rất hay khóc, đã vậy tính tình lại không được nền nã. Tần Tử Long cũng cười, lại còn sĩ diện nữa. Nhìn thấy tôi vào, cả hai người đàn ông đồng loạt im lặng. Tôi gắng gượng nói, Tiểu Nhã nhờ em nói lời xin lỗi với anh. Ánh mắt tôi né tránh, không dám nhìn anh. Anh thoáng mỉm cười, sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói càng yếu ớt hơn. Bác sĩ nói anh cần phải làm một cuộc phẫu thuật nữa. Tần Tử Long nhíu chặt mày, lo lắng nhìn tôi, bổ sung thêm, đợi lát nữa sẽ đến. Tôi bước đến bên giường, nở nụ cười dịu dàng, xoa bàn tay lạnh giá lên mặt ông xã, mắt ẩn ẩn nước. Chắc chắn anh sẽ không sao. Chúng ta chắc chắn có thể tiếp tục sống với nhau. Anh gắng gượng mỉm cười, nụ cười vô cùng khó khăn. Em đừng an ủi anh nữa. Bác sĩ y tá đột nhiên bước vào. Bác sĩ chủ trị bước đến bên giường xem xét tình hình của ông xã, gọi tôi ra ngoài. Ông nói cô cần phải chuẩn bị tâm lý. Nước mắt tôi ồ ạt trào ra. Tôi nghẹn ngào, có hy vọng sống sót không ạ? Bác sĩ nói vô cùng nhỏ bé. Tình trạng của anh ấy là chảy máu không cầm được, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sốc. Để làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa xem thế nào, tôi lấy tay che miệng, trong lòng đau đớn khôn tả. Bên trong chợt vang lên những âm thanh ồn ào huyên náo. Y tá chạy tới hét lớn, bác sĩ, bệnh nhân lại bị sốc rồi, nhịp tim đang giảm xuống. Tôi lao vào, ông xã mặt mày trắng nhợt, đã ngất lịm đi. Những con số trên màn hình gần như khiến tôi tuyệt vọng, bác sĩ vội kêu lên, chuẩn bị cấp cứu.
Toàn thân tôi run rẩy, cứ thế cắn chặt răng, nước mắt giàn giụa. Tôi mở to mắt, nhìn chăm chú vào màn hình. Những đường khúc khuỷu đang từ từ tạo thành một đường thẳng. Tần Tử Long ôm lấy tôi khẽ nói, chúng ta hãy ra ngoài trước, đừng làm ảnh hưởng đến bác sĩ. Sao có thể ra ngoài được? Cuộc đời của tôi, 10 năm của tôi, tình yêu của tôi sắp sửa biến mất rồi. Tôi dãy giụa, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tần Tử Long kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, luôn miệng nhẹ nhàng an ủi tôi. Em đừng như vậy, chắc chắn sẽ cứu được, em đừng như vậy. Anh ôm chặt lấy tôi, ngay cả chính anh cũng đang run rẩy. Hãy tin anh, không sao đâu. Tôi từ từ trấn tĩnh lại, nằm bẹp trong lòng anh. Hai tay uể oải bám lấy ngực áo sơ mi của anh. Chỉ cảm thấy rất sợ hãi và hoảng hốt. 15 phút sau, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, mặt mày ủ rột. Ông đi đến trước mặt tôi nói từng tiếng như sấm rền. Xin lỗi, bệnh nhân đã qua đời. Trời đất chợt quay cuồng như sụp đổ xuống. Tôi lao vào phòng, gắng hết sức mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông bất động trên giường. Bước chân tôi loạng choạng, lao đến bên giường, vùi đầu vào ngực anh, khóc thảm thiết. Anh tỉnh dậy đi, anh tỉnh dậy đi, có được không? Em cầu xin anh hãy tỉnh lại. Chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn lại. Chúng ta tiếp tục sinh con, sinh thật nhiều con. Không hề có bất cứ nhịp tim đập nào, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không có. Tôi ngoan cố ôm lấy anh, ôm chặt cái xác này, cơ thể vẫn còn chút hơi ấm, dường như chỉ có thiếp đi thôi. Có lẽ anh thực sự chỉ ngủ thiếp đi thôi. Trái tim như bị thứ gì đó chặn lại, khiến tôi gần như nghẹt thở, sắp phát điên. Tôi ôm lấy anh, gào khóc. Anh tỉnh lại đi, anh không được ngủ, chúng ta về nhà, em đưa anh về nhà. Tôi bật khóc hu hu, lời nói trở nên không rõ ràng. Chỉ ra sức lắc mạnh anh tỉnh lại đi, mau đứng dậy, chúng ta về nhà. Tần Tử Long ôm chầm lấy tôi. Không có tác dụng gì đâu, em hãy bình tĩnh một chút. Tôi quay người nhìn Tần Tử Long, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mơ màng, giống như đứa trẻ bị mất mẹ. Anh cứu anh ấy đi. Giúp em cứu anh ấy đi. Đôi tay anh nắm chặt vai tôi, nói từng tiếng rành rọt. Anh ấy đã mất rồi. Tôi nghẹn ngào lắc đầu, mặt đầm đìa nước mắt. Em không tin, em không tin anh. Anh ấy chỉ bị sốc, ngủ thiếp đi thôi. Bác sĩ cũng nói như vậy mà. Ánh mắt anh chân chân nhìn tôi, chậm rãi nói. Anh ấy chết rồi. Nước mắt tôi tuôn chảy như mưa, lầm bầm. Em không tin. Giọng anh khàn đặc, gần như nghẹn ngào. Anh lặp lại. Anh ấy thực sự đã chết rồi. Đôi chân tôi chợt mềm nhũn, toàn thân như bị rút cạn sức lực, ngả người vào lòng anh. Anh ôm lấy tôi, ôm thật chặt, nói từng tiếng. Đừng lo lắng, còn có anh. Tất cả mọi việc vẫn còn có anh. Mộ phần, hỏa táng đều do một tay Tần Tử Long lo liệu. Tôi trốn trong nhà, kéo kín rèm cửa, sợ hãi nhìn ánh sáng mặt trời. Điện thoại chợt vang lên, tôi nghe máy, là giọng nói của mẹ. Tôi đột nhiên nhớ lại tất cả mọi việc, thậm chí cả việc ly hôn tôi cũng đều giấu mẹ. Tôi quyết định nói hết, giọng nói khàn đặc, gọi hai tiếng, mẹ ơi. Nước mắt thi nhau lăn dài, tôi nghẹn ngào, anh ấy chết rồi. Mẹ như thể bị sét đánh trúng, rất lâu sau vẫn không mở miệng được. Mẹ ngẩn người hồi lâu, mới khẽ hỏi tôi, ai chết cơ? Tôi giữ chặt lồng ngực, trái tim đau đớn như thể có hàng nghìn con côn trùng đang bò bên trong. Giọng tôi run rẩy mạnh, nhà con mất rồi. Mẹ dường như không dám tin. Gì cơ? Tôi đau khổ lặp lại, nhà con mất rồi. Hồi lâu mẹ vẫn không lên tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi, chuyện xảy ra khi nào vậy? Tôi nắm chặt ống nghe, đã không còn sức gắng gượng nữa. Mấy hôm trước, mẹ hỏi, người nhà cậu ấy đến rồi à? Tôi gật đầu, chợt nghĩ ra mẹ không nhìn thấy, bổ sung thêm, đến rồi. Tôi ra sức rút khăn giấy, lau nước mắt. Những giọt nước mắt càng lúc càng tuôn ra ảo ạt, như thể không bao giờ lau khô được. Mẹ nói tất cả mọi việc rồi sẽ trôi qua thôi. Mấy ngày nay biết bao nhiêu người đều nói với tôi câu nói này. Khi ly hôn, tôi nghĩ tất cả mọi việc sẽ trôi qua cả thôi. Nhưng kết quả
Không hề như vậy. Sau khi ly hôn, anh vẫn đem lại cho tôi một đòn chấn động kinh hoàng. Tôi gác điện thoại, hai tay ôm chặt lấy mình, buồn bã đến độ không thở nổi. Căn phòng này dường như đâu đâu cũng có bóng dáng anh. Khắp nơi đều có ký ức về anh. Có người ấn chuông cửa, tôi giơ tay lên đầu, bịt tai lại, không muốn nghe. Người phía bên ngoài vẫn không từ bỏ việc ấn chuông. Tôi đành ra mở cửa, nhìn thấy Đậu Đậu ấm ức đứng ở bên ngoài. Cô chu môi, Diệp Tử, chị đang làm gì vậy? Tôi mở cửa, lau nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt đó vẫn lăn dài. Cô bước vào phòng, giúp tôi kéo rèm cửa ra, mắng mỏ. Chị nhốt chặt mình lại, anh ấy cũng có sống lại được đâu. Tôi ngồi xuống ghế sofa, chỉ khóc ròng. Cô ngồi xuống cạnh tôi, khẽ vỗ vào đùi tôi. Chị làm như vậy làm gì chứ? Cô lấy tay tôi ra, hai chân quỳ xuống ghế sofa, hạ giọng nói từng tiếng, chị đừng có nghĩ quẩn. Nhưng tay cô lại run rẩy, gắng gượng cười. Diệp Tử nhà chúng ta chắc sẽ không tự sát đấy chứ? Tôi ghé đầu vào ngực cô, con tim đau đớn tới đỉnh điểm, từng nhịp thở dường như đều chạm tới dây thần kinh, đau đớn không tài nào chịu nổi. Cô khẽ nói, Tần Tử Long nói anh ấy không đến được, đang lo liệu chuyện hậu sự của ông xã chị và an ủi người nhà anh ấy. Nhưng anh ấy nói chị cứ yên tâm, anh ấy sẽ lo chu toàn mọi việc, khi xong việc sẽ đến thăm chị. Tôi gật mạnh đầu, phủ phục vào lòng cô, không dám lên tiếng. Nếu như chị cứ như thế này, anh ấy ở trên trời cũng không vui đâu. Anh ấy chết vì muốn chị được tiếp tục sống một cách hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc của chị đối với anh ấy chính là điều an ủi lớn nhất. Đậu Đậu tự nhiên trào nước mắt, từng giọt rơi xuống đầu tôi, chạm vào những ký ức nơi sâu thẳm trái tim. Khắp nơi hoa nở rộ, hoa dại đỏ rực khắp đường đi, một màu đỏ tươi tắn lãng mạn. Những đám mây trắng trên bầu trời, anh nhanh nhẹn trèo lên cây hái quả lựu cho tôi. Những quả lựu chĩu chịt trên cây, vỏ hồng hồng, mềm mại, tươi tắn, khiến ta thèm thuồng. Anh tươi cười hớn hở, vặt từng quả ném xuống. Dường như cố ý, cứ thế nhằm vào tôi mà ném. Tôi không tránh kịp, bèn hét lớn. Có giỏi thì anh xuống đây. Anh đột nhiên sẩy chân, trượt xuống. Đôi tay chợt bám vào cành cây, nói vẻ gấp gáp. Bà xã, anh sắp rơi xuống rồi. Tôi vô cùng lo lắng, suýt bật khóc. Anh lại nhảy xuống cười hi hi và nói. Anh xuống rồi, em có giỏi thì đến đây mà đánh. Thời đó thật lãng mạn và thuần khiết. Giờ đây chỉ giống như nước sôi ở 100 độ, khiến cho người ta bị bỏng, khiến cho người ta tê dại, đến độ quên cả đớn đau. Hồi còn trẻ, cứ tưởng rằng có thể thiên trường địa cửu, thì ra đoạn đường đi tới có rất nhiều thứ chúng ta đều không thể nắm giữ được. Đến giờ đây, điều tôi có thể nắm giữ được chính là cố gắng quên đi, nhanh chóng chôn anh xuống đáy biển sâu của ký ức. Sau đó nói với mình, anh ấy vẫn còn sống. Có đôi khi chỉ cần kiên trì tin tưởng một lời nói dối, chỉ cần từ trong lòng, từ trong ký ức tin tưởng, vậy thì nó sẽ biến thành sự thực. Ngày hôm sau, tôi đi đến nghĩa trang trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đồng nghiệp của ông xã đều có mặt. Bố mẹ chồng đang khóc thảm thiết không thành tiếng. Sự có mặt của tôi khiến tâm trạng mẹ chồng càng trở nên bị kích động, tặng cho tôi một cú bạt tai. Tôi cứ thế đón lấy, không khóc cũng không kêu gào, chỉ lặng lẽ cúi đầu lạy ba cái, sau đó bước đi. Nhưng bà lại chặn trước mặt tôi, giọng nói càng thê lương. Mày đã hại chết nó, chính là mày. Bà giơ tay lên, lại định tát cái nữa. Tần Tử Long nắm lấy tay bà và khuyên nhủ, việc này không liên quan gì đến cô ấy cũng không muốn như vậy. Tôi không lên tiếng, nhưng trong tim lại đang từ từ nhỏ máu. Mẹ chồng khóc đến khản đặc cả tiếng, đều tại mày. Nhà chúng tao sao lại có loại sao chổi như mày chứ? Bố chồng ngồi bên cạnh lặng lẽ hút thuốc, không lên tiếng. Người tóc bạc tiễn người tóc xanh, nỗi đau này tôi hiểu. Đồng nghiệp cũng lần lượt tới khuyên nhủ. Đậu Đậu từ trong đám đông chen vào, đòi lại công bằng cho tôi. Là con trai bác, tìm hiểu Tiểu Tam trước, sao lại trách Diệp Tử được? Mẹ chồng càng nổi giận lôi đình, mắt ướt nhòe nhoẹt, chợt trừng mắt lên nhìn tôi. Sao cô không nói là người đàn bà này đã tìm đàn ông trước?
bà lại chuyển cơn bực bội sang Tần Tử Long, hất mạnh tay anh, chỉ vào anh mà chửi bới. Cậu và nó lằng nhằng với nhau, mới hại chết con trai tôi. Tần Tử Long liếc nhìn tôi một cái cũng nổi giận. Bác nói chuyện có thể công bằng một chút được không? Là con trai bác, ly hôn với cô ấy xong, cháu mới theo đuổi cô ấy. Mẹ chồng vô cùng tức giận, tay vung vẩy, chỉ thẳng vào mũi Tần Tử Long, nghiến răng nghiến lợi hỏi từng tiếng. Cậu nói xem, các người có quan hệ gì? Cậu nói đi chứ. Tần Tử Long vẫn nhẹ nhàng khuyên giải. Bác à, bác nói chuyện cũng cần phải có lý một chút chứ. Mấy ngày hôm nay cháu bận rộn chuyện của anh Hoa. Không phải bởi vì cháu áy náy với anh ấy, cũng không phải bởi vì muốn chuộc tội, chỉ là muốn giúp Diệp Tử. Đậu Đậu cũng phụ họa theo. Họ chỉ là bạn học, liệu có thể có quan hệ gì chứ? Mẹ chồng khóc lóc thảm thiết, nước mắt tuôn rơi lã chã. Chính vì con đàn bà này, đi đến đâu cũng quyến rũ người khác. Con trai của tôi mới bị chết. Chính tại mày. Tôi đột nhiên cười khẩy, hỏi mẹ chồng. Có phải mẹ đã đến thăm Tiểu Nhã rồi không? Mẹ chồng ngẩn người. Tôi lại cười nói. Chắc chắn cô ta sẽ nhờ cảnh sát tìm mẹ. Sau đó bảo mẹ đi thăm cô ta. Nói với mẹ những lời này. Mẹ chồng cũng thừa nhận luôn. Đúng vậy. Cô ta nói với tao. Cô ta nói mày và người khác đã ở cùng với nhau. Cô ta mới muốn giúp thằng Hoa báo thù mày. Người đàn bà đó mới vài hôm trước vẫn còn khóc lóc như đứt từng khúc ruột. Bây giờ lại đổi trắng thay đen. Đúng là tư duy của một kẻ thần kinh. Cho dù đã ngồi ở trong nhà lao mà cô ta vẫn muốn thao túng. Tôi lạnh lùng trả lời bà. Con sau khi ly hôn với con trai mẹ mới ở bên cạnh Tần Tử Long. Ánh mắt bà chợt sáng rực, nói hung hăng. Thấy chưa, cô ta thừa nhận rồi, thừa nhận rằng có lằng nhằng với nhau. Tần Tử Long vừa định mở miệng, tôi đã tranh nói trước. Con và anh ấy chẳng có gì lằng nhằng cả, mẹ đừng có nói linh tinh. Tôi nhìn Tần Tử Long, trong mắt anh trào dâng nỗi thất vọng, khuôn mặt tuấn tú sa sầm lại. Tôi gắng gượng mỉm cười. Khoảng thời gian này đúng là cảm ơn anh quá. Anh khẽ nhúc nhích môi. Tôi lại nói, sau này chuyện của em tự sẽ giải quyết. Anh ngẩn người, đờ đẫn. Tôi lại gắng gượng cười nói, tóm lại mọi việc đã làm phiền anh rồi. Lát nữa em sẽ từ chức và đi tìm một công việc khác. Tôi rút từ trong túi áo ra một lá đơn xin thôi việc. Lưỡi gần như tê lại, đơn xin thôi việc của em. Diệp Tử, Đậu Đậu gọi tôi, vô cùng thất vọng. Cướp lấy lá đơn xé nát vụn, cô hét lên. Chị tưởng rằng chị đối xử với Tần Tử Long như vậy là chị có thể sẽ được giải thoát sao? Chị tưởng rằng đối xử với anh ấy như vậy là coi như xứng đáng với chồng chị sao? Cô tức giận, mắt đỏ hoe, nói từng tiếng một, chị sai rồi. Chị không hề có lỗi với chồng chị, là anh ấy có lỗi trước. Tất cả là do lỗi của anh ấy. Tại sao chị lại phải từ bỏ hạnh phúc của mình? Tôi tưởng rằng chỉ cần rời xa Tần Tử Long, rời xa thành phố này là tôi có thể quên đi tất cả mọi thứ. Sắc mặt Tần Tử Long khó coi đến đỉnh điểm, khó khăn bật ra câu nói. Vậy hai tối... Tôi lườm anh, quay người bước đi. Đậu Đậu dường như tức giận, nổi điên lên, đuổi theo tôi. Giày da kêu lộp cộp, như thể vô số cái búa đập từng nhát xuống, gõ tận vào trong trái tim tôi. Cô không chịu từ bỏ, muốn chửi cho tôi tỉnh lại. Chị làm như vậy là có ý gì chứ? Cô phải là thực sự không có cảm giác gì với anh ấy không? Chị nói đi. Nếu chị nói với em, chị không thích Tần Tử Long, chị chưa bao giờ thích anh ấy. Vậy được, em sẽ giới thiệu cho anh ấy người phụ nữ tốt hơn. Tôi không mảy may xúc động, nhưng trong lòng lại đang nhỏ máu, bước nhanh hơn về phía trước. Đậu Đậu ngoác miệng chửi bới, chị đứng lại ngay cho tôi. Chị không dám tiếp nhận tình yêu của anh ấy. Chị sợ lại gặp kẻ thứ ba, sợ phải trải qua những ngày tháng lo âu khiếp sợ. Nhưng Tần Tử Long đã bằng lòng lấy toàn bộ gia sản của anh ấy, bằng lòng không còn một xu dính túi để chứng minh tình yêu của anh ấy. Tại sao chị vẫn không dám đón nhận? Đậu Đậu gào lên, giọng khản đặc. Chị hèn, chị là không có bản lĩnh. Giọng Tần Tử Long lại vang lên từ phía sau. Em đang mang thai, đừng kích động như vậy. Đậu Đậu tuyệt vọng kêu tôi một tiếng. Diệp Tử, cô càng ra sức hét to. Chị hãy nhìn người đàn ông ngốc nghếch này. Anh ấy đã vì chị làm tất cả mọi việc. Ly hôn, nhưng không kết hôn. Không có chồng cũng không phải là địa ngục.
Chính chị đã nói với em những điều này. Giờ đây chị lại muốn trốn chạy sao? Trước mắt là hai hàng cây cối xanh tùm kéo dài mãi. Bên tai vẫn vang lên tiếng gió lạnh thê lương. Từng lời nói của Đậu Đậu như cơn gió mạnh lao thẳng về phía tôi. Lạnh, trời mùa đông, lạnh từ gót chân lên đỉnh đầu. Vô số viên đá chui vào trong người tôi, khiến toàn thân tôi đông cứng. Đúng là tôi đang sợ hãi, đang trốn chạy. Cuộc hôn nhân của tôi đã bị thất bại một lần. Cuộc đời của tôi cũng đã chết một lần. Tôi không thể nào cho phép thất bại thêm một lần nữa. Như vậy thì sẽ khiến cho cuộc đời mình rơi vào cảnh ngộ, sống không bằng chết. Tần Tử Long không biết đã đuổi tới từ lúc nào, giọng trầm trầm hỏi tôi, có phải là em thật sự muốn đi không? Hai đêm đó có phải là em thật sự coi như chưa xảy ra chuyện gì không? Tôi quay đầu lại nhìn anh, gần như suýt chảy nước mắt. May mà nước mắt bị cơn gió lạnh làm đông cứng. Khuôn mặt cũng bị lạnh đến đông cứng. Con tim dường như cũng bị đông cứng. Chỉ cảm thấy cứng đờ, không còn cảm giác nữa. Thật giống như xác của ông xã, lạnh lẽo, không có chút độ ấm nào. Hôm đó tôi ôm xác anh, giống như người đã chết vậy. Khí lạnh trên người anh sộc thẳng vào người tôi, làm xua tan đi tất cả hơi ấm. Chỉ còn lại nỗi bi thương. Giọng tôi chập chờn, như thể không phải chính là giọng của tôi nữa. Hai đêm đó thật sự rất xin lỗi. Anh cứ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong thành phố rộng lớn này, rất nhiều người đều như vậy. Tình một đêm, quay người bước đi. Chúng tôi cũng có thể coi như chuyện như vậy. Chỉ để lại cho nhau bóng hình từ phía sau. Ngoài điều đó, chẳng để lại gì nữa cả. Trong mắt anh tràn ngập nỗi tuyệt vọng, như thể rơi vào huyệt địa, không tìm thấy lối ra. Anh nắm lấy tay tôi, giọng gần như cầu xin. Hãy ở lại bên cạnh anh, việc gì anh cũng có thể hứa với em. Nếu em muốn chút giận thì hãy lấy anh để chút giận. Nếu em không vui thì hãy chuyển những điều khiến em không vui sang người anh. Bất cứ điều gì anh cũng có thể làm được, chỉ cần em chịu để cho anh có cơ hội được chăm sóc em một lần. Chăm sóc em một đời, yêu em trọn một đời. Bất cứ điều gì anh cũng có thể đồng ý với em cả. Tôi khẽ run rẩy, cố rút ra khỏi những ký ức đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, bầu không khí lạnh giá đó sộc thẳng vào tim của tôi. Giọng của tôi càng lạnh lùng hơn. Em xin lỗi. Anh vẫn ngoan cố nắm lấy tay tôi. Cuối cùng tuyệt vọng nói, không thể thương lượng chút gì được sao? Tôi gật đầu cố chấp. Vẫn một mực không thay đổi. Không có. Anh buông tay tôi ra, chợt quay đầu lại. Có lẽ là để cố kìm nén giọt nước mắt. Tôi đoán có lẽ là như vậy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không ở lại, vẫn bỏ đi, để lại cho anh. Có lẽ cả đời này chỉ là một bóng hình.